Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Máy Phong Minh Cũ. Thì hôm nay mình tiếp tục quay mấy những cái đồ nhập nha mọi người, bán cho mọi người cứ để ý theo dõi giùm mình nha. Chờ một tí, mình thử cái cục pin test cái đã. Trước tiên này, con này. Này máy cắt tỉa cây cảnh. Thì không biết nó sống chết thế nào, để mình coi thử, tại vì cái chân này nó sâu quá, không biết có kẹp được không nhé. Chả thấy nó chạy chứ gì mọi người ạ. Đấy. Này. Đi bán xác nha. Không biết là mình kẹp có đúng không nữa không mà. Ok, coi như bán xác đi. Đặt tiếp mình vào mình lấy cái bút lông ra. Con này. Số 1 nha mọi người. Số 1. Hôm nay mình bán 190.000. Đấy. Số 1 mình bán 190.000 nha mọi người. Đây. Tiếp theo. Nãy cưa Makita 12V. Con này 12V dùng bình ốc quy nha mọi người, dùng bình ốc quy. Đấy, mọi người mua về có thể kẹp ốc quy dùng được. Đây, mình thấy hình như họ cũng đã có kẹp ốc quy rồi sao đây. Hình như người ta cũng có kẹp ốc quy rồi đây. Đấy. Đấy mọi người. Máy chạy. Đây. Có năng hạ lưỡi, có nghiêng mà luôn, có nghiêng 45 độ luôn. Hơi rỉ cứng, mọi người về thổ thổ tí rồi mở nhé. Hơi rỉ cứng. Đấy, mọi người về thử mở rỉ xịt trời bê bãi cho nó đỡ rỉ đi mở. Đây, năng hạ lưỡi. Đấy. Máy sống nha mọi người. Số 2. Con này bán 350.000. Đấy. Số 2, 350.000. Tiếp theo. Đây là cục nguồn. Cục nguồn của máy tính Apple cho mọi người. Đây. Nó có những đầu ra như thế này. Đây. Con này thì đợt trước thử sống mà mình để lâu quá rồi mình không có thử lại nên mình giờ mình không biết nó có trục trặc gì trong này không. Nên giờ mình bán coi như là chết luôn cho mọi người chứ không phải không rõ sống chết nha mọi người, coi như là chết luôn đi. Nhưng mà theo mình nghĩ thì đợt trước mình thử sống rồi, giờ chắc có khi nó sống thôi. Nhưng mà lâu quá rồi mình không có thử lại nên mình giờ mình không có dám chắc được cho mọi người nhé. Mình bán coi như là chết luôn đi. Đấy. Mọi người coi cái thông số của nó nè. Nó có nhiều volt ra nha mọi người, nhưng mà cái này nó có hai cổng ra 12V nè, rất là ưu điểm mà chỗ hai cổng ra 12V, mỗi cổng tới được 14A lần. Đấy. Mỗi cổng tới 14A lần nhé. Đấy. Đấy. Số 3. Này bán 250.000. Đấy. Số 3 250.000. Đào cắm nguồn này. Đấy. Cùng nguồn của máy tính Apple. Tiếp theo đây mọi người ơi. Đây là cái bộ máy hàng sale. Đây. Summer này. Đây, ai làm máy hàng sale rồi thì biết đây là Summer này. Bộ này thì ngày xưa mình có dùng nhưng mà sau này đổi máy mới thì mình không dùng bộ này nữa. Và mình cũng đã có từng bán bộ này một lần rồi. Nhưng mà anh khách anh trả lại vì anh nói là cái cuộn này. Nó bị trục trặc gì đấy.
hình như là đo nó không có thông, nó bị đứt hay sao đấy, nói chung là mình cũng không biết. Là anh nói như thế thì mình cũng rõ, tại vì mình cũng không biết thử cái này, tại vì cái bộ này là mấy ông anh cũng làm giúp mình thôi, chứ mình thì thực sự mình cũng không biết làm mấy hàng sale. Nên giờ trừ ra coi như cái cục này là hư luôn đi, nó hư cái cục đồng này luôn đi, mọi người về tự quấn lại. Đây mình có ba cái công tắc chân đạp này, đấy, đây nữa này, này timer này, đấy timer nhá, bộ timer nhá, dài hàng này dài đó, rồi có các bộ nấm rồi nè, đây mọi người xem vít này, đấy mạch USB rồi gì đây, đấy, rồi bộ như thế này, nguyên thùng nha mọi người, nguyên cái thùng này. Số 4, bộ này mình sẽ bán với giá 350.000. Đấy, số 4, 350.000 nha mọi người. Đấy, cái mình cũng nói luôn, nha mọi người. Cái biến này của mình á, là ngày xưa là lấy ra từ trong một cái máy máy gì mình là máy vi, đúng rồi, là vi sóng 1000W nha mọi người, là vi sóng 1000W lần đấy, hàng nội địa luôn nhé mọi người. Đây cái máy này, tiếp theo sạc Makita từ 7V2 đến 14V không rõ sóng chết, số 5 tháng 50.000. Đấy, không rõ sóng chết, 50.000. Đấy, sạc bữa nay không, có giá như ngày xưa đâu nha mọi người. Đây tiếp theo cũng là cục sạc Makita, mà từ sạc được từ 7V2 đến 14V4. Đấy, số 6 50.000. Đấy, không rõ sóng chết mọi người, bị cắt dây rồi nên mình không thử. Tiếp theo máy vít Hitachi 12V, vít Hitachi 12V này. Ê về à? Dạ. Ê thằng mua chim phòng tôm ơi, em cứu đuối anh đâu. Đây nè, điều tóc này, không biết cái công tắc nó có trục trặc gì rồi. Điều tóc thì có nhưng mà hơi cà giặt nha mọi người. Trái phải ok, điều tóc cũng có nhưng mà cà giặt ha. Đấy, chắc nó bị dơ cò như thế nào đây. Đấy, rồi đây, bộ này bộ số 7, bộ số 7 này mình bán với giá 320.000. Số 7, 320.000 nha mọi người. Tiếp theo là con vít Yemen 12V, vít Yemen 12V nha mọi người. Vỏ pin này. Đấy, con vít Yemen 12V này cầm vào rất là đầm tay nha mọi người. Motor, mình cảm giác motor rất là khỏe luôn. Đào cứng. Này, nó bị bó, bị cạc đào gì đấy, nó bị bó lâu ngày có hình như nó bị sát. Chạy một tí là nó êm lại nha mọi người. Đấy, chạy một tí nó qua cái chỗ bị sát đó, nó êm này. Điều tóc thì có luôn, tóc có luôn. Đấy, trái phải ok. Đấy, bỏ pin. Đây, bộ này bộ số 8. Bộ này mình bán 300. Đấy, 8 bán 300 vì nó bị cạc này mà mọi người, về vệ sinh cho mình đó. Này, con Hitachi 9.6 nha mọi người, vỏ pin con Hitachi 9.6, vỏ pin đây đó.
Đấy. Mắt thắng, đưa tóc ok, mắt thắng nha mọi người, ngâm chậm ok luôn. Đấy. Đào không cạt nha mọi người. Đấy. Thử rồi. 5 cấp trượt, 1 cấp phong. Đấy, cấp trượt đấy. À. Đấy, phong. À. Bộ này bộ số 9. Bộ số 9. À, bộ số 9 này mình bán với giá 300. Hai tóc mọi người về con 916 này, về mọi người lấy bộ pin đổi sang 12V, để 916 mọi người chạy 12V vô tư mà. Y nhưng mà 2V thôi, không khác gì nhé. Dùng sướng. Đấy. Vic Makita 12V. Đấy, Vic Makita 12V. Thấy điều tóc không biết là khó hay mắc rồi. Đây, có điều tóc. Nhưng mà cái công tắc nó hơi bị dơ như thế nào đó mà nó hơi bị chập chập nhá. Đấy, này, với lại cái nút chỗ này cũng bị vỡ này, bị vỡ xíu chỗ này nhưng mà không quan trọng đâu. Mọi người dùng thì cái vỡ chỗ này nó không quan trọng nhá. Đấy. Nhưng mà mình vẫn bớt tiền lại cho mọi người. Đấy. Mọi người về vệ sinh rồi kiểm tra lại lần nữa. Đấy, con này con số 10. Số 10. Đây, con này bán 270.000. Số 10 270.000 cho mọi người. Tiếp theo, số 11 cũng con Vic Makita 12V. Đấy. Đấy. Con này cũng bị nứt cò chỗ này này, nứt cò. Chạy rất là êm nha mọi người. Này. Chỗ điều tóc thì hình như có hơi kêu. Đấy. Khi mà chạy mát tóc rồi thì nó, khi mà chạy tốc độ cao nhất rồi thì nó êm. Nhưng mà chỗ điều tóc nó hơi kêu kêu bạc đạn rồi. Đấy. Trái phải ok, điều tóc ok nha mọi người, hơi kêu. Đấy. Đào hơi nhín nhít thật, hơi rơ, nhưng mà chấp nhận được. Không sao hết, vẫn dùng tốt. Con này con số 11. Con này bán 270. Không có vỏ pin. Tiếp theo. Con Vic Makita. Đây, Vic Makita 12V, có vỏ pin. Mà có vỏ pin cho mọi người. Con này bị kẹt cái đầu rồi. Đầu thì không rơ. Nhất nó nằm trong một khoảng, nó nhích nhưng mà nằm trong khoảng chấp nhận được. Như thế này thì không gọi là rơ được. Đấy. Đấy, nó chạy như thế đấy. Đấy, trái phải ok, bị tóc ok. Đấy, đầu bị gạt thế thôi, gõ bi. Về vệ sinh xong rồi sạch sẽ. Con này con số 12. Con này bán 400. Đây, 400 nha mọi người. Tiếp theo, con xích 12V. Xích 12V nha mọi người. Đây, bị bể gãy chỗ này. Đấy, không có vỏ pin nhá, bị bể gãy chỗ chân pin. Bị bể thôi. Đây, đấy. Mọi người vẫn cứng lắm mọi người. Về vẫn vô vỏ pin rồi xài bình thường. Nếu mọi người xài thì không cần quan tâm tới nó cũng được. Không sao, ngoại hình nó. Nếu xài thì cũng không cần quan tâm tới ngoại hình. Con này chạy rất là êm này. Rất là thích nè, điều tóc này. Đấy, rất là thích nha mọi người. Đào không rơ luôn. Đào chỉ nhích nhích nhẹ thôi. Nói chung là chấp nhận được. Đấy, nhích nhích nhẹ. Rơ thì không phải là rơ nhưng mà nó nhích nhẹ, chấp nhận được, không sao hết. Đấy.
này con số 13. 13. Rồi. Xác này mình bán 250.000. Đấy. Không bỏ pin nha mọi người. Đấy. Rồi. Video này mình chỉ có nãy thôi. À, mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại 0854 901 885 nhé. Mình ở Đà Nẵng. Cảm ơn mọi người rất nhiều.